Chào cả nhà, hôm nay buổi sáng ra vườn thấy những bông hoa khoe sắc đẹp sặc sỡ luôn. Đó, cưng lắm cả nhà ơi. Nên là quyết định quay video chia sẻ cho mọi người cùng coi ha. Thì đây là những cái cây hoa dâm bụt Thái nhà mình nè cả nhà. Dâm bụt Thái thì hoa nó sặc sỡ màu sắc, vừa to vừa đẹp và rất là xiên hoa. Trồng mấy em này rồi hả, là khu vườn mình lúc nào thấy cũng có hoa để ngắm hết á. Cưng lắm, đẹp lung linh luôn cả nhà. Chỉ cần một cái chậu bé bé thôi chúng ta vẫn có thể trồng được những cây hoa dâm bụt này ha. Hoa dâm bụt thì nó dễ mà, rất là dễ sống. Rồi hôm nay ha, ra vườn quay lại cái cây khoai mì cẩm thạch. Hôm nay hả, cây khoai mì ra lá rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi ha. Khoai mì bonsai cẩm thạch nhà mình. Đây. Đó, mọi người thấy không? Hôm bữa là nó mới lên phúng phúng cái chồi nhỏ nhỏ, mà hôm nay đã ra xòe cái tán đẹp như vậy nè. Mình cưng lắm cả nhà. Có thua gì những cái hoa đâu. Cái khoai mì mà nhìn sặc sỡ như hoa vậy đó, đẹp lắm. À, mà đặc biệt nha cả nhà, mình để ý là cái lá nó rất là lâu già và lâu tàn luôn. Đây là những cây giống ha. Rất là nhiều nha cả nhà. Mấy cây giống này tốt lắm rồi. Ai thích cái giống khoai mì cẩm thạch này thì liên hệ với số điện thoại 0835 921829 để xem cây và biết giá nha. Chào tạm biệt cả nhà.